đi giờ thì đây là gia đình của ông Phan luôn nha cả nhà. Và bây giờ mình sẽ đến thăm gia đình của gia đình ông Tăng luôn nha. Chào chị. Dạ, chị cho em hỏi như là chị tên gì, chị có thể giới thiệu về. Dạ thì chị cũng người làng xóm ở đây hả chị? Dạ, thế nhưng là em có đi ngang tình cờ thì em thấy gia đình cũng đông người thì em muốn ghé hỏi chị như thế này. Thì nghe nói là gia đình của ông Tăng Nôn thì ông cũng già rồi, nhưng mà nghe nói mắc bệnh cũng mấy cỡ tầm 1 tháng nay thì nghe nói thì qua đời. Thì bây giờ thì em thì xin phép chị quay ghi lại hình ảnh của ông Tăng Nôn nha. Thì giờ như là chị ở đây thì cũng biết hoàn cảnh về ông Tăng Nôn. Bây giờ thì chị có thể chia sẻ về hoàn cảnh của ông Tăng Nôn cho quý cô chú anh chị và mạnh thường quân biết nha. Giờ bây giờ em xin phép đi vô trong rồi mình sẽ trò chuyện tí xíu nha. Đấy, quay tí xíu để cho quý cô chú anh chị và mạnh thường quân biết. Đây là ông Tăng Nôn ha, đã qua đời hồi tối ha cả nhà ơi. Thì gia đình cũng rất là khó khăn nha. Bây giờ chị cho em hỏi như là ông Lý Nôn, ấy ông Tăng Nôn thì lý do gì thì ông đột ngột đi qua đời chị? Chị có thể chia sẻ về hoàn cảnh của ông Tăng Nôn dùm cho để cho quý cô chú và mình thân quen biết nha. Chú cũng bệnh, chú À. bệnh cũng mấy năm rồi, chú ở Dạ. nhà mình vậy nè, Gì thì đó. chú bị bệnh tim, Dạ. bị phổi rồi bị thận nữa, Dạ. vợ chồng, vợ con là lo, nói chung là lo cho chú nằm viện giờ cũng hết rồi, bàn tay trắng rồi không có gì hết trơn á, Dạ. bây giờ nhà thì gắt gứa vậy nè. Dạ. Thì có một mình chú nằm mà em hàng xóm em cũng thấy tội, Dạ. em có đồ ăn đồ uống thì bưng qua cho chú vậy đó, nói Dạ. chung ra xóm á người này có cái này kia đưa cái kia cũng như có đồ ăn ngon thì đưa ổng người miếng miếng vậy đó, vợ con thì đi xa đi mà không có tiền về thăm đâu, bây giờ Dạ. ổng mất vậy đó rồi giờ khổ quá hoàn cảnh xin lên vậy cho có người Cộng nào đồng mạng là mạnh thường quân rồi giúp đỡ, Dạ. có người nào giúp được thằng nào giúp đỡ gì đó cảm ơn, giờ Dạ. quá trời khổ rồi mới lên. Thì Tại vì chú ở gần nhà rồi sát nhà rồi chú bệnh đau vậy em thấy em bỏ không được cho nên em mới Dạ. là có cơm em bưng ăn cơm cho chú, rồi em thấy chú em cũng giặt giũ gội đầu cho chú, rồi Dạ. chú mệt rồi chú chịu không nổi thì chú mất gì đó, Vậy rồi là 3 giờ mấy 4 giờ gì á em thức dậy em định nấu cháo bá Dạ. nhưng mà em thấy em không có nấu, rồi em qua em coi thử coi chú làm sao, Dạ. em qua coi là thấy chú nằm cứng đơ Vậy là rồi. chị cho cả tầm 3 giờ mấy 4 giờ cả sáng giờ 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 vậy là ông mất tầm 3 giờ mấy 4 giờ sáng rồi. á. Dạ. Thì gia đình của ổng thì như là Chú Tăng Nôn hả? của ông Tăng Nôn thì có con cháu gì không Dạ nha? có. Dạ có. Chú có 4 người con chung, Dạ. một con vợ, một người Một chị con con vợ vợ chú. riêng, vợ riêng hả? Dạ vợ trước của chú là mất lâu rồi, À. còn chị Hai La là con của vợ của chú, Dạ. rồi cũng như ở Bình Dương khổ mà đi làm Bình À. Dương làm, rồi giờ chú bệnh vậy cũng lo hết tiền rồi, Dạ. rồi chịu bó tay rồi về nằm tại chỗ ở đây luôn, nằm tại Dạ. nhà vậy nè, không có nhà cửa gì chơi, nhà đất cũng chơi rồi. Dạ. Thì Lo, nói chung là lo hết hết khả năng lo rồi đó, Dạ. cho nên mới nhờ cộng đồng mạng rồi mạnh thường quân giúp đỡ giùm, chú Dạ. khổ dữ lắm, Dạ. rồi em có cơm em cho cơm chú ăn gì đó. Dạ. Thì gia đình cũng cũng có con cháu, nhưng mà con cháu cũng quá nghèo khổ đi, vì nên đi ra tận tới Sài Gòn, Bình Dương đi mằng, cũng không có được về săn sóc cho ông hay là sao. Chung mới là chú có con Tại cái đàng hoàng vì không có, nhưng mà con cái nói chung là hoàn cảnh rất là nghèo khổ luôn, nói chung rất là khổ luôn á, đi làm Bình Dương hết rồi thậm chí không có tiền về luôn, Dạ. không có tiền để đi xe về, Dạ. bây giờ mất vậy em cũng không Còn có sao đồng nào mà ấy?
giúp chú, tại vì em giúp là giúp được sức thôi. Em cũng hàng xóm, em gia đình em cũng ngoan. Em qua em thăm hỏi chú này kia nọ, nói chú sao, chú có sao không, mà em cho con chú ăn, em tắm rửa cho chú. Rồi nói chung là chú bị tim mệt dữ lắm. Chú la không mà chú mệt, chú may mà giúp được chú, cho nên em thấy vậy em có cơm thì em cho cơm chú ăn. Em bán đồ ăn sáng buổi sáng thì em cho chú ăn. Thôi bây giờ chú rất là khổ. Con cái cũng khổ, nó nghèo khổ dữ lắm mà giờ ông mất như vậy là không có cái hòm luôn á. Vậy là hòm này thì xin người ta vậy là hòm này đi xin bên chùa. Người ta giảm giá cho đó, người ta bán 4 triệu nhưng mà người ta lấy có 2 triệu thôi. Tức là người ta giảm đi phân nửa cho ha, cũng giống như là người ta từ thiện cho phân nửa. Thì cái nhà ơi, thì gia đình của ông Tăng Nôn thì cũng không có gì hơn ngoài cái giường đây. Thì ông qua đời thì không có con cháu ha cả nhà, con cháu cũng rất là khổ, con cháu đi bằng trên Bình Dương thì cũng không có tiền đấy. Thì hôm nay thì Vĩnh cũng tình cờ đi ngang thì ghé lại thì quay lại cái hình ảnh của nhà ông Tăng Nôn nha. Thì ông qua đời tầm 3 giờ mấy 4 giờ ha cả nhà. Đây nhà không có gì ha cả nhà ơi. Bây giờ em thì nói chung em cũng là hàng xóm. Em thấy chú cũng giờ gia đình rất là khổ như vậy đó. Con cái thì khổ lắm, ở Bình Dương không có tiền về. Nghe ba mất nhưng mà không có tiền về. Nhưng bây giờ em không có gì để giúp chú. Em chỉ nhờ em lên mà mạng để nhờ cộng đồng mạng, nhờ mạnh thường quân giúp đỡ cho chú được phần nào hay phần đó. Nếu mà được như vậy em rất là mang ơn luôn. Tại vì chú rất là khổ, nói chung khổ dữ lắm, nhà cửa mà không có để ở luôn. Bây giờ em không biết nói gì hơn, em chỉ nhờ nhà mạnh thường quân với như lại cộng đồng mạng với mấy anh mấy chị hàng xóm có nhà hảo tâm giúp đỡ chú dùng để cho gia đình chú có số tiền để trang trải làm đám cho chú, tẩn liệm cho chú, làm đám tẩn liệm cho chú. Em giờ em không biết nói gì hơn nữa, em chỉ biết nhờ cộng đồng mạng, nhà hảo tâm thôi giúp cho chú để chị thôi. Giờ em không nói gì nữa hết á. Thì cái nhà ơi, thì chị cũng ở hàng xóm thì chị mong là sự ủng hộ của nhà mạnh thường quân và nhà hảo tâm mà cộng đồng mạng giúp đỡ cho chú, để cho chú có như là có tiền để mua đồ tận liệm nha cái nhà. Thì hôm nay Vĩnh cũng đăng tải lên để cho cộng đồng mạng và nhà mạnh thường quân giúp đỡ cho chú. Chú năm nay cũng được 67 tuổi. Thì thậm chí là nhà sau cũng không có vách nha cả nhà. Thì chú khi ban đêm ngủ thì lấy cao su nữa này để che cũng để ngủ thôi cả nhà ơi. Thì vách ở lần sau thì không có nữa cả nhà. Thì con cháu rất là khổ, khi lên Sài Gòn làm thì cũng khó khăn, thì khi thất nghiệp không có tiền về nữa cả nhà. Thì bây giờ ông Tăng Nôn đã qua đi, không nói được câu nào nhắn nhủ với gia đình con cháu hết cả nhà.